xin được chúc mừng Cường Seven, thủ lĩnh nhanh tài toàn năng. Lời tiên thì cho Cường Seven gửi lời chào đến tất cả các độc giả của báo Thanh Niên. Đầu tiên thật sự là mình rất là vinh dự, bởi vì được gọi là thủ lĩnh toàn năng nghe cũng rất là kêu ấy mọi người. Cái cảm xúc của mình thì thứ nhất là mình rất hạnh phúc, bởi vì trong quãng đường sự nghiệp mình có một cái khoảng thời gian mà được khán giả cũng như là các nghệ sĩ và bên bạn bè công nhận, thì đây là một cái sự mà mình cảm thấy rất là trân trọng và mình thấy may mắn. Nhưng mà cái hiện tại mà mình được như bây giờ ấy, thì một phần đó là cá nhân mình thôi, chỉ một phần thôi. Còn lại là sự đồng hành và giúp đỡ của rất nhiều những anh trai khác. Ví dụ như là Cường được đồng hành với cả Subin, được đồng hành với anh Tự Long. Và những cái việc mà mình tham gia ở trong chương trình ấy thì không khác gì một cái buổi workshop mà ngắn hạn, để cho kiểu bản thân mình được nâng cấp lên, và cũng như là mình được giao lưu với cả rất nhiều những anh tài đã thành công trong sự nghiệp rồi. Và Cường cảm thấy là đây là một cái cơ hội kiểu gọi là cả đời có một lần ấy. Và mình cũng đang suy nghĩ là mình sẽ không dừng lại, gọi là kiểu như là tự tin quá trong thời gian này, mà mình sẽ tiếp tục để mình học hỏi và mình trau dồi thêm, để thời gian tới thì sẽ là một Cường Seven có thể là nâng cấp hơn nữa. Thật sự là bất ngờ, bởi vì trong chương trình Cường tham gia thì ai cũng giỏi, ai tư duy cũng rất là tốt, và mọi người rất là thông minh. Ngay cả những nghệ sĩ mà họ không có chuyên về ca hát và trình diễn, nhưng mà họ cũng có một cái sự mà chuẩn bị và một cái plan tập luyện cũng như là về tư duy rất là ổn. Và khi mà may mắn được ở trong gia tộc anh tài ấy, thì được đứng cùng những cái nghệ sĩ mà kỳ cựu khác ấy, thì đó là một thành công nhỏ trong cái sự nghiệp mình cố gắng về nghề nghiệp. Và hiện tại mà được đứng chung với cả những nghệ sĩ như vậy ấy, thì mình thấy rất là tuyệt vời nha. Thực ra là Cường nghĩ là không, cái vị trí của mình không phải vị trí dẫn đầu, mà là mình may mắn mình được đứng chung với cả đồng hành những cái anh tài mà đã có nguyên một cái quá trình thể hiện rất là tốt trong anh trai. Và Cường cảm thấy là mình đã làm được ấy, là thứ nhất là được khán giả đón nhận nhiều hơn, là học tập từ các anh ấy, cũng như là cái thời gian mà nó rất ngắn chuẩn bị cho các tiết mục ấy, thì nó làm cho mình kiểu nâng cao khả năng của mình. Và khi mà được đứng chung với các nghệ sĩ nổi tiếng thì mình cảm thấy rất là vinh dự, coi như đây là một cái cột mốc rất là đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Thực ra đối với cá nhân mình ấy, với cái kết quả như vậy thì Cường nghĩ là sẽ không có sự gây tranh luận gì cả. Ý là đối với cá nhân Cường đấy, còn Cường không biết là những kết quả khác thì sẽ như nào, bởi vì mình thấy là mình cũng 200% rồi. Và mình cảm thấy đấy là một kết quả may mắn là một phần, nhưng mà mình cũng cảm thấy là nó xứng đáng với cả những cái công sức và những cái tâm huyết của mình bỏ ra khi mình làm hoạt động nghệ thuật. Thì mình rất là trân trọng, và đấy phải chia sẻ thật là trân trọng, bởi vì rất là khó mà để được kiểu mọi người đưa đón nhận và mọi người cho mình một cái vinh dự như vậy. Nên là thời điểm này thì mình sẽ không có gọi là tất nhiên mình sẽ vẫn khiêm tốn, nhưng mà mình sẽ đón nhận cái thành quả đấy để làm một cái động lực lớn mình tiếp tục mình theo đuổi con đường nghệ thuật thôi. Tại vì đôi lúc ấy, người nghệ sĩ người ta cũng cần một cái công nhận nhỏ thôi, nhưng mà để nó cũng là một cái động lực rất là lớn để cho làm sao mà những sự khó khăn và những sự vất vả của tất cả các nghệ sĩ sẽ được gọi là bù đắp, và mọi người có thêm năng lượng để mọi người tiếp tục phấn đấu. Có, tại vì ngay cả trong nhóm của Cường đi, là Space Speaker đi, thì mọi người cũng đã có những cái plan riêng. Và Cường và Trọng Hiếu cũng có nói chuyện với nhau một vài lần về những cái dự định sau chương trình hai anh em sẽ kết hợp với nhau. Ngoài ra là những cái dự án cho cộng đồng của 33 anh tài thì sẽ là một cái những cái dự án mà xuyên suốt. Nếu mà có thể giúp ích gì đấy được cho xã hội và cho cộng đồng thì 33 anh tài bọn mình là lúc nào cũng sẵn sàng. Và
cái việc mà kết nối ấy, thì thực ra là do cái lịch trình và cũng như công việc của mọi người nó rất là dày đặc, nên là để mà kết nối đủ tất cả mọi người thì đôi lúc nó sẽ bị hơi gặp khó khăn về mặt thời gian. Nhưng mà Cường và cũng như tất cả anh tài khác thì sẽ có một cái group chung để mọi người có những cái dự án gì của riêng cá nhân hoặc là dự án chung thì mọi người sẽ chia sẻ lên group, và mọi người sẽ chắc chắn là đồng hành với nhau không chỉ là trong nghệ thuật mà còn trong cuộc sống nữa nha. Học hỏi thì nhiều lắm, nhưng mà để tổng hợp lại một vài cái ý kiến để xem là một vài cái nốt. Anh nghĩ việc đầu tiên mà anh cảm thấy học hỏi là được, tại vì là nghệ sĩ là có cả miền Bắc và miền Nam, thì khi mà tham gia trình ấy, anh cảm nhận rõ rệt được hai cái thiên hướng làm việc. Tất nhiên mọi người rất chuyên nghiệp, nhưng mà về tư tưởng và tư duy của mọi người sẽ có những cái tư tưởng tư duy nó khác nhau. Nhưng mà anh thì lại là anh cố gắng anh dung hòa được cả hai cái tư tưởng và hai cách làm việc như vậy. Thì đầu tiên là về việc vừa có chiều sâu cũng như là có những sự mà add in thêm về concept này, về visual, về những cái mảng biếng, thì anh thấy là khi mà mình làm ấy, mình thấy là cái sự hiệu quả đối với khán giả rất là rõ rệt. Bởi vì trong cái con đường nghệ thuật của mình ấy, mình hiện tại anh rút ra một kinh nghiệm là mình làm ngoài cái cá nhân mình mong muốn thì mình phải làm để làm sao mà khán giả mọi người cảm nhận được, mọi người cảm thấy thích nghi được và nó phù hợp với cả văn hóa của Việt Nam. Thì ngày xưa thì mình theo thiên hướng là về cá nhân hơi nhiều. Mình sẽ kiểu làm những sản phẩm âm nhạc hơi hướng theo cái sở thích của mình. Và nó bị một cái là mình đang chạy theo những cái thị trường bên nước ngoài. Nhưng mà sau khi vào chương trình mà được làm việc cả tất cả mọi người và được khai thác những cái đề tài về văn hóa Việt Nam, thì mình thấy Việt Nam mình có quá nhiều thứ để khai thác, quá nhiều thứ về văn hóa, về chất liệu, về màu sắc, về âm nhạc, để cho mình có thể khai thác thành một cái hay ho và đặc biệt. Và sau chương trình này thì cá nhân của Cường ấy, thì mình nghĩ sẽ là cái bước tiếp theo của mình ấy, là cái album âm nhạc tiếp theo hoặc là EP tiếp theo ấy, mình sẽ đem rất nhiều những cái hơi hướng văn hóa của Việt Nam vào. Tất nhiên là năm nay thì mình cũng có một cái EP mình sẽ sắp ra mắt vào cuối năm, nhưng mà đấy, cái next step sẽ là một cái EP hoặc là một cái album nó sẽ đặc trưng những cái văn hóa của Việt Nam về âm nhạc và kể cả về trang phục truyền thống rồi về những cái bản sắc của dân tộc. Trong chương trình thì Cường đặt cái tô của Cường về âm nhạc rất là ít, tại vì là toàn những nghệ sĩ mà họ kỳ cựu rồi, nên là mình nếu mà chịu khó mình lắng nghe và mình cân bằng được cái mong muốn của mình với cả những cái tư duy của những người nghệ sĩ khác ấy, thì là không khác gì mình đang thay đổi cái tư duy cũng như là nâng cấp lên cái gọi là yếu tố nghệ thuật trong con người mình. Còn nếu mà những cái gì mà mình tư duy và mình đúc rút lại ấy, thì Cường sẽ thể hiện cho những sản phẩm cá nhân sau chương trình. Thì ở trong trình tư duy của mình là học được nhiều nhất có thể, thử nhiều nhất có thể, fail cũng được không sao cả. Và mình cũng không cần nhất thiết là mình phải tham gia quá nhiều. Mình chỉ suy nghĩ là mình đã tham gia tiết mục nào, mình phải rất là yêu mến nó, mình phải rất là thích nó và mình phải rất dành thời gian cho nó để mình có thể trọn vẹn được, mình có thể thăng hoa được tiết mục trên sân khấu. Thì kết thúc chương trình, đến kể cả tập chung kết ấy, mình rất là hạnh phúc cái điều đấy. Hạnh phúc ở đây là tôi đã được thử, tôi đã được làm và tôi đã làm tốt nhất có thể trong khả năng của tôi, và được mọi người yêu mến, mọi người công nhận thì nó là một cái quá tuyệt vời. Thực ra là đấy là cái mà Cường chưa giờ có nghĩ đến đấy. Có là đối với Cường đến thời điểm này tham gia chương trình là một cái sự lựa chọn mà rất đúng đắn, gọi là trong cuộc đời của mình luôn. Và mình cảm thấy rất là kiểu như enjoy và mình tận hưởng cái khoảng thời gian này. Bởi vì cá nhân của Cường là Cường thích áp lực đấy. Nói thật là mình không kiểu từ xưa đến giờ mình chưa giờ mình cảm thấy mình hài lòng bản thân cả. Và những cái sự mà áp lực như vậy mình cũng thấy quen rồi, bởi vì mình cũng đã tham gia rất nhiều chương trình rồi, phim rồi, sản phẩm âm nhạc, nhưng mà khi mà ra mắt ấy thì những cái mong muốn và những cái gọi là cái hiệu quả nó đang chưa đem đến lại cho mình một cái gì đấy mà mình cảm thấy là tốt.
tất nhiên là nó vẫn sẽ có khía cạnh này, khía cạnh kia, nhưng mà để được mà kiểu may mắn được mọi người yêu mến và mọi người công nhận như như bây giờ thì rất là hiếm khi, và cũng như lần đầu tiên trong đời mà Cường được cái cảm giác như vậy. Thì cái việc áp lực trong chương trình thì áp lực nhất là cái việc mà sắp xếp làm sao mà để cho mọi người có thể kết nối với nhau, cái thời gian tập luyện và cái thời gian làm concept ấy, mọi người dung hòa được và mọi người triển khai cùng nhau. Thì mình phải là một cái người rất tỉnh táo. Tỉnh táo ở đây là rất phải clear mọi thứ về lịch trình, về lời nói của mình và về cách setup, cách làm việc, để làm sao mà tính toán được cái thời gian mọi người tập luyện tham gia tiết mục cho hiệu quả. Như mọi người cũng biết là bọn mình chỉ có tầm 7 ngày đến 10 ngày để mình làm tiết mục, đôi lúc nó là mấy tiết mục liền. Và 7 ngày 10 ngày có những tiết mục là bọn mình phải hoàn toàn sáng tác mới luôn. Thì cái thời gian làm việc đôi lúc nó rất là rất gấp rút, 2-3 ngày sáng tác mới, làm nhạc, ngồi jam nhạc với nhau, sau đấy là đi làm việc ở biên đạo, rồi mình phải tập luyện làm sao mà cho kịp cái hôm trình diễn. Thì cái vô hình chung ấy, cái việc mà mọi người push nhau như vậy ấy, làm cho cái khả năng và cái sự cạnh tranh của trong những người nghệ sĩ nâng cao rất nhiều. Thì ai mà cứ nghĩ là những cái nhóm nào và những cái team nào mà có đủ cái tư duy, đủ cái sự mà tập trung thì các phần trình diễn nó sẽ rất hiệu quả. Và cá nhân của mình khi mà tham gia chương trình, mình không có quan trọng đến điểm số đâu. Mình nói thật, mình không quan trọng điểm số. Mình không quan trọng là mình sẽ có được trong gia tộc anh tài hay không. Nhưng mà mình nghĩ là mỗi cái phần tiết mục của mình ấy, khi mà mình tham gia thì mình suy nghĩ lại là mình đã làm hết sức chưa. Thì đối với Cường là bây giờ là tất cả các tiết mục đấy thì mình đã làm 200% rồi. Thì đấy là một cái mà thành công đối với cá nhân của mình. Sau chương trình ấy thì là mình tập trung cho concert luôn. Và mình đang có cái dự án EP mà mình vừa nói ấy, thì là mình đã rất là dành 200% đấy. Có nghĩa là trọn vẹn là một, tại vì cái cơ hội nó rất là ít khi mà nó đến một lần như này. Và tất cả những cái việc mà đến với mình ấy là mình đều đón nhận hết. Có nghĩa là mình tự đồng ý với bản thân là tôi sẽ bận rộn hơn, tôi sẽ làm nhiều thứ hơn và tôi sẽ cống hiến hơn. Thì đấy là cái mà mình giữ vững sau trình. Và ngay cả đến lúc mà chuẩn bị concert ấy, mình cũng rất là mong muốn là cái chất lượng về trình diễn trực tiếp đối với khán giả sẽ là một chất lượng tốt, và mọi người nhìn nhận được mình là không chỉ là trên truyền hình mà ở ngoài những sân khấu lớn mình cũng có thể làm tốt. Và cái cá nhân mình thì Cường vẫn có mong muốn là làm sao mà mình có thể mình chuyên nghiệp hơn, mình không chỉ là ở trong nước mà những cái bạn bè nghệ sĩ nước ngoài và những khán giả nước ngoài, người ta nhìn mình, người ta thấy là à, Việt Nam cũng rất nhiều những nghệ sĩ, mọi người bài bản, mọi người chuyên nghiệp và mọi người tâm huyết đối với nghề. Thì đấy là cái mong muốn của mình. Còn đối với Cường thì Cường nghĩ là Việt Nam mình quá nhiều người nghệ sĩ thành công và được nước ngoài công nhận rồi, thì hy vọng mình sẽ là một trong những nghệ sĩ mà được tiên đối. Thực ra mình nghĩ là chắc chắn là niềm vui. Và mình cũng suy nghĩ luôn là mình cũng hiểu tại sao mà trước đây mãi mình vẫn kiểu cứ lận đận ấy, và mình cũng chưa có thành công, bởi vì thực ra là do bản thân mình thôi, không phải do khán giả, hay là không phải do là mình chưa được thể hiện. Tại vì Cường nói thật là Cường cũng có khá nhiều cơ hội Cường được thể hiện về phim, về âm nhạc, nhưng mà có thể cái thời gian đấy mình còn đang trong thời gian mình học và mình đúc rút kinh nghiệm, nên là cái kỹ năng cũng như là các cái mọi thứ về nhân sinh quan xung quanh ấy nó đang chưa được hoàn thiện. Thì khi mà chưa hoàn thiện thì khán giả sẽ là người ta cảm nhận rõ nhất điều đấy. Khi mà mình chưa có kinh nghiệm, chưa có sức hút ấy, thì rất là khó để cho mọi người gọi là mọi người follow và mọi người ủng hộ. Thì sau chương trình thì may mắn một cái là tất cả những cái kinh nghiệm của mình hoạt động nghệ thuật từ xưa đến giờ ấy, thì mình đúc rút lại, mà không chỉ là về kinh nghiệm về trình diễn, về ca hát, mà còn kinh nghiệm về cách ứng xử, cách hòa đồng và cách cư xử với cả ekip và những người xung quanh. Thì cái thời gian này có thể là may mắn nói là một thời gian mà thiên thời địa lợi nhân hòa đối với cả cá nhân Cường. Và mình chỉ biết là mình sẽ tiếp tục mình giữ vững cái tư duy này để mình hoạt động nghệ thuật nó một cách kiểu như là nó thoải mái, nó bay bổng và nó có nhiều những cái điểm sáng cũng như là những cái mới mẻ hơn nữa.
Thực ra mình nghĩ là đúng đấy. Mình nghĩ là đúng. Cường cũng có những một vài bài chia sẻ trên cái trang cá nhân của Cường ấy là may mắn là có chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Bởi vì cái may mắn ở đây ấy, là ngoài cái việc mà chăm chỉ nó không đủ, tại vì mọi người phải thấy cái sự hiệu quả. May mắn ở đây là mình có một ekip làm việc họ rất là có tâm, và may mắn có những người anh trai khác người ta đồng hành cùng mình để người ta phát huy được những điểm mạnh của mình. Và may mắn hơn nữa là cái cá tính của mình, cái con người của mình ấy, mình được thể hiện là sau những cái behind the scene của chương trình ấy, mình được thể hiện rất là nhiều, nên là khán giả mọi người có thể hiểu hơn về tính cách của mình. Chứ còn trước đấy thì mọi người rất là nhiều cái ý kiến mọi người nói với Cường là do cái ngoại hình của Cường, do những cái mình thể hiện ra ấy, thì nhìn trông nó sẽ bị hơi khó gần. Và khi mà mọi người thấy nó khó gần, mọi người không có hiểu được cái tính cách của người nghệ sĩ, thì cái việc mà mọi người dành tình cảm cho rất là khó. Và Cường cũng hiểu là những cái câu chuyện của Cường từ xưa đến giờ ấy, thì thường là những câu chuyện nó xoay quanh về vấn đề tình cảm. Nên là cái việc mà gọi là có một chỗ đứng và định hình về nghệ thuật ấy, thì vẫn chưa thuyết đủ, thuyết phục mọi người. Thì may mắn là tham gia chương trình thì mình đã có một cái thời gian mình làm nghệ thuật, và mình được thể hiện những cái về tố chất của nghệ thuật của mình. Thì mọi người có thể có một cái nhìn khác hơn về Cường. Thì đấy, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đúng là vượt ngàn chông gai luôn đó mọi người. Và bước qua được cái chông gai đấy thì sẽ là một cánh cửa rất là mới mẻ và cũng như là rất là hạnh phúc đang chờ đón. Trước Anh Trai hoặc là đến thời điểm bây giờ ấy, mình cũng chưa nghĩ là mình nổi tiếng lắm đâu thật sự. Cứ bị nói từ may mắn mãi. Ý cái thời gian này thì có thêm khá là nhiều người ủng hộ, nhưng mà nếu mà nói về nổi tiếng thì mình cũng nghĩ là chưa. Mình cũng nghĩ thật sự cứ nghĩ là chưa. Khi mà mình chưa đạt được đến một cái công nhận gì đấy ấy, về nghệ thuật ấy, thì Cường vẫn nghĩ là do bản thân mình thôi. Mình ra sản phẩm, mình ra đóng phim, rồi mình làm tất cả mọi thứ mà chưa chạm được đến khán giả thì là do cái kinh nghiệm của mình chưa đủ. Và cái khả năng của cá nhân Cường ấy, thì là Cường là người hiểu nhất luôn. Cường biết là cái thế mạnh của mình là gì và cái điểm yếu của mình là gì. Thì bao nhiêu năm qua mình đang cố gắng để mình lùi lại những phần yếu, và mình học hỏi thêm, mình Cường duy trì cái việc mà học và việc tập luyện rất là nhiều. Một là về sức khỏe, hai là về ngoại hình, ba là về những cái tư duy về âm nhạc và cái tư duy về nghề. Thì mình phải cập nhật cái đấy nó đủ, gọi là nó đủ ấy. Thì cái việc mà khi mà mình ra bất kỳ một sản phẩm gì đấy, nó mới gần hơn với khán giả được. Còn nếu mà như Cường vẫn chia sẻ là nếu mà mình chỉ làm cho bản thân mình và mình cứ bị hài lòng với cả cái đấy thì sẽ rất là khó mà để mình thay đổi tư duy, mình phát triển được. Đôi lúc ấy là phải vượt qua bản thân ấy. Có những lúc mình rất là buồn. Mình buồn bởi vì là tại sao mình cứ cố gắng như thế mà cũng chưa có một sản phẩm gì nó kiểu nó chạm được đến kiểu mọi người. Mặc dù cũng có những cái lượng mọi người nói khen thì nó vẫn đang trên tinh thần là sản phẩm sau tích cực hơn sản phẩm trước thôi. Còn mình cũng công nhận là sau cái bài Between Girl đến thời điểm hiện tại, ngay bây giờ hiện tại luôn, là mình cũng chưa có bản hit gì tiếp theo. Đấy, mình chỉ biết là thôi cứ làm đi. Cái chuyện hit hay không hit ấy, thì nó cũng khó mà nói. Nhưng mà nếu mà mình cứ tâm huyết, mình làm thật nhiều sản phẩm, thì với lại mọi người thấy được sự nghiêm túc của mình, biết đâu đến một ca khúc nào đấy may mắn ở trong tương lai, 10 bài, 100 bài, 1000 bài thì may mắn có một bài để được kiểu tiếp cận đến số đông đại chúng ấy, thì lúc ấy mình sẽ đón nhận sau. Còn bây giờ thì mình cứ làm đi đã. Chạnh lòng thì mình có nhá, nhưng mà sốt ruột thì mình không. Bởi vì mình hiểu tại sao mình đang ở vị trí như vậy. Mình hiểu đấy, chứ mình không, Cường không bị ảo về cái name, về tên tuổi đó. Bạn bè Cường là người hiểu rõ nhất cái suy nghĩ của Cường. Mình nghĩ là cái việc mà mình humble, mình khiêm tốn ấy, và mình hiểu rõ nhất là mình đang ở vị trí nào, nó rất quan trọng cho người nghệ sĩ luôn. Còn kể cả mọi người có, mình kể về sau may mắn mình có thành công hay chăng nữa ấy, thì mình vẫn sẽ giữ tư tưởng mình như vậy. Bởi vì mình đã có rất quá nhiều thời gian khó khăn rồi,
nên là cái việc thành công đến với mình ấy, mình cảm thấy mình sẽ rất là trân trọng và mình muốn lưu giữ nó lâu hơn. Cái việc mà chạnh lòng thì nói thật với cả mọi người là mình là con người mà, nên là khi mà mình nhìn được mình nhìn được thấy những người khác mà người ta cũng đồng thời gian phát triển như mình, người ta thành công ấy, mình cũng bị suy nghĩ chứ. Mình bị suy nghĩ rất là nhiều và mình cũng, cái việc mà suy nghĩ đấy của Cường thì Cường sẽ biến nó thành cái tích cực, là mình phải tự hỏi là đấy, cái thời gian người ta bỏ ra như thế, người ta cũng xuất phát điểm của mình, thì tại sao người ta lại thành công trước mình? Đấy, thì của Cường thì Cường sẽ nghĩ thiên hướng về cái đấy nhiều hơn. Và mình cũng xem, Cường là người theo dõi nha. Mình theo dõi rất nhiều người như bạn của Cường, cùng lứa Cường, có điển hình như Jessati này, anh Tulliver này, anh Binzy thì trước đấy rất lâu rồi, Subin cũng trước đấy rất là lâu rồi, tại mọi người theo nghệ thuật từ nhỏ, mình là không được theo nghệ thuật từ nhỏ. Xong rồi Min này, đấy, mọi người xuất phát điểm của mọi người và mọi người hoạt động nghệ thuật ấy một cách rất là đam mê, và mọi người có những cái quỹ thời gian nhất định. Thì mình mà không hiểu được cái khả năng của mình ấy, và mình bị thiếu gì ấy, thì rất là khó mà để phát triển lên cái mức mà kiểu như mọi người hiện tại, mọi người đang đạt được như bây giờ. Tại vì đấy là đều là những nghệ sĩ mà tên tuổi thành công rồi. Và mình nhìn con đường đấy thì mình phải tự mình sáng mình dậy, mình nghĩ mỗi ngày là hôm nay tôi phải lao động, hôm nay tôi phải làm những việc này để tôi có may mắn có một cơ hội nào đấy tôi được cái những cái spotlight và những cái vị trí như cái nghệ sĩ mà đã đồng hành cùng thời của mình. Thì thay vì cái việc thời gian mà mình ngồi mình suy nghĩ và mình nói quá nhiều, thì thiên hướng của Cường là Cường sẽ làm. Đôi lúc làm là vừa làm vừa nghĩ luôn. Đôi lúc bị suy nghĩ thế đấy, vừa làm vừa nghĩ luôn. Và đôi lúc cũng khá là chạnh lòng ở trong những việc mà mình đã ra sản phẩm nhưng mình không thành công. Nhưng mà cho đến thời điểm hôm nay thì mình nghĩ là cái quyết định của mình nó vẫn là quyết định đúng đắn. Bận rộn hơn là cái chắc chắn. Hai nữa là khi mà Cường thấy là mọi thứ nó đang đến dần là kiểu như là tích cực ấy, thì tất cả những cơ hội ấy, là đôi lúc mình không phải tự tìm kiếm nữa. Mọi thứ bắt đầu ấy, nó tự nhiên nó tới. Có nghĩa là mình thực ra mình nhìn ra điều đấy từ rất lâu, từ những người thành viên trong nhóm của nhà SF rồi. Từ anh Tulliver, từ Subin, từ Ramastic, từ anh Binzy và tất cả những nghệ sĩ trẻ trong đấy nữa. Là cái quá trình, thực ra là cái quá trình của mọi người làm nghề ấy, thì đôi lúc khán giả người ta không biết đâu. Và những cái khó khăn thì họ cũng không cảm nhận được, mà mọi người chỉ cảm nhận được là khi mà kết quả nó ra là tốt thôi. Và khi mà kết quả tốt mà mọi người cảm nhận được, mọi người đón nhận được, thì tất cả những cái cơ hội khác nó đến rất là dễ dàng. Đây thì tùy vào cái tư duy của người nghệ sĩ, người ta sẽ tận dụng như nào, người ta có thấy trân trọng không, hay là người ta thấy là đây là một cái gì đấy mà nó đủ với cả người ta rồi. Thì đối với Cường ấy, thường Cường nói thật là Cường thấy chưa đủ, bởi vì cá nhân của mình còn phải học tập và mình phát triển thêm và mình hoàn thiện thêm rất là nhiều. Và bởi vì cái mục đích của Cường nó chuyển sang một hướng khác, là mình muốn về sau để mình chuyển lại được cái lửa của mình đối với những bạn nghệ sĩ hoặc là những bạn nào có hoàn cảnh mà ngày xưa giống như mình, để làm sao mình chuyển được động lực cho các bạn, có thể các bạn có một cái suy nghĩ tích cực hơn và một cái con đường mọi người gọi là kiên định hơn trong sự nghiệp. Thì Cường rất là mong là sau chương trình này và những cái chia sẻ của cá nhân mình ấy sẽ giúp cho mọi người có những cái gọi là cái bước đệm và những cái động lực để làm sao mà cho các bạn nghệ sĩ trẻ ấy, mọi người có thêm niềm tin vào cái nghề nghiệp của mình. Đầu tiên ấy là năm nay thì Cường bắt đầu mới ký cả Space Speaker. Các năm trước ấy, thì là anh em đồng hành với nhau, là cứ có dự án gì là mọi người ở nhau là mình sẽ có mặt. Bởi vì là đối với Cường, kể cả trong công ty hay không phải trong công ty, thì vẫn là những mình luôn luôn hết mình ở SS. Bởi vì nếu mà không có SS ấy, thì chắc chắn là không có Cường Seven ngày hôm nay. Đấy là một cái môi trường mà mình vào mình học được rất là nhiều, từ các anh lớn và từ các em và từ những người bạn trong đấy luôn. Và năm nay thì mình vào trong Space Speaker và mình ký hợp đồng thì mình cảm thấy rất tự tin được đồng hành cùng mọi người, bởi vì ít nhất là mình cũng có những cái hiệu quả trong công việc nhất định,
và cái khả năng của mình đến bây giờ là mình cảm thấy đứng cạnh mọi người là mình cảm thấy không bị tự ti. Thì cái kế hoạch tiếp theo thì chắc chắn là mình sẽ đồng hành cùng tất cả anh em là chắc chắn. Và mình cũng mong là những năm nay và năm tiếp theo ấy, thì ngoài những cái dự định về cá nhân về ra sản phẩm thì mình sẽ có thể kết hợp với cả công ty là về những lĩnh vực về đào tạo. Đào tạo ở đây là như Cường vừa chia sẻ trước là mình đào tạo cho những bạn nghệ sĩ, để các bạn nghệ sĩ trẻ và mình sẽ có những cái buổi mà tư vấn cho khán giả. Tất nhiên là mình không phải là một người gọi là quá là master về trong các cái lĩnh vực về trình diễn hay là về đào tạo, nhưng mà nếu mà có thể chia sẻ được gì cho những ai đam mê về nghệ thuật thì mình rất là muốn là mình với cả LS sẽ đồng hành chung. Và Cường Seven xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên, bởi vì hôm nay đã cho Cường có một cơ hội được chia sẻ với các độc giả của Báo Thanh Niên. Và Cường rất là hy vọng mà những cái con đường sự nghiệp sắp tới của Cường thì sẽ được Báo Thanh Niên và tất cả độc giả của Báo Thanh Niên ủng hộ.